Xin chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất tin tức trong ngày. Hải Tú bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao trong lần đầu tiên xuất hiện tại họp báo của Sơn Tùng, gây nhiều tranh cãi. Sau khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của MTP Entertainment, Hải Tú đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Mới đây, cô nàng đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi vai nữ chính của MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Gương mặt xinh đẹp, khả ái đã giúp Hải Tú nhanh chóng chinh phục được khán giả. Tuy nhiên, vào buổi ra mắt truyện tranh Lạc Châu của Sơn Tùng, cô nàng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Những tranh cãi này không xuất phát từ nhan sắc của cô nàng, mà lại xuất phát từ biểu cảm của Hải Tú lúc được dàn vệ sĩ tháp tùng từ ngoài vào khu vực chụp ảnh. Gương mặt của Hải Tú được giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, luôn nhìn thẳng và ánh mắt rất ít tiếp xúc với phóng viên. Ngay cả lúc chụp ảnh, cô nàng cũng rất ít cười. Những biểu cảm này của cô nàng đã khiến khán giả có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen ngợi cô nàng cool ngầu và có phong thái giống các đàn nữ màn ảnh. Nhưng ngược lại, với ý kiến này thì có những người cảm thấy Hải Tú có thái độ kênh kiệu, chảnh chọe và coi thường người khác. Nhiều người còn so sánh cô nàng với nam ca sĩ Kay Trần. Dù nam ca sĩ đã hoạt động nhiều năm và có những thành công nhất định nhưng vẫn thân thiện, chào hỏi mọi người hoàn toàn ngược lại với Hải Tú. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin TSM News. TSM News đã có trên phiên bản TikTok và các bạn chỉ cần ấn link ngay bên dưới thôi. Và các bạn hãy nhớ like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật tin tức thông tin trong ngày nhanh nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!